em chào các bác, hôm nay em uh, giới thiệu đến các bác cái chai uh, phân bò lá superhum, cái chai này thì uh, nó là một cái chai mà humic uh, acid là uh, tỷ lệ bốn năm phần trăm bổ sung hàm lượng cao để uh, giúp cho cái uh, nó là giúp cho cái cây có tác dụng uh, cải cải tạo giải độc hạ uh, hạ chất phèn xốp uh, đất giúp cho cái cây nó phát triển bộ rễ. À, nó giúp cái cây phát triển bộ rễ mà cái cây nó phát triển bộ rễ khỏe ấy, thì nó cây nó phát triển nhanh, để nhánh khỏe. À, đâm chồi nhanh. Đấy là à, những cái công dụng của cái cái, cái chai Superhum này. Cái chai Super Superhum này nó cũng à, giúp à, cho giải độc cây trồng khi bị à, thuốc à, khi bị ngộ độc Ờ, những cái uh, thuốc mà chúng ta pha quá liều ví dụ như là những cái loại uh, cái loại mà nó uh, chúng ta phun quá liều lượng thuốc sau quy định ấy. đấy thì chúng ta phun cái loại hùm này nó giải độc cũng rất là tốt cái này thì nó cũng tăng cái khả năng chống chịu ngập úng khô hạn hay sâu bệnh và um, hạn chế những cái bệnh tật để cho cái cây thì anh chị cứ phun đều thì nó là một cái loại thuốc rất là tốt Mà cái chai này thì nó giá thành thì nó cũng rất là rẻ Hình như đâu giá hiện tại đâu khoảng 4 đến 50 nghìn gì đó Rất là rẻ Anh chị uh, mua sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại 0826 111 Hoặc là tham khảo thêm trên kênh Thiên là Ngàn Hoa để mọi người được rõ hơn uh, Để mọi người được, tư vấn Cái này thì anh chị pha cách sử dụng cái này thì nó cũng cũng rất là dễ anh chị uh, pha bình quân nó khoảng từ 1 đến 3 ml cho 1 lít nước. Cái này thì uh, từ 1 đến 3 ml trong 1 lít nước thì anh chị ở pha chúng ta phun cho lan hay là phun cho mấy cái hoa cây cảnh nó rất là tốt. Uh, bình quân khoảng như vậy, còn nếu như mà anh chị 1 đến 3 ml, còn anh chị mà sử dụng riêng cho những cái loại cây ví dụ như các loại cây lương thực, cây rau màu hay cây công nghiệp, cây ăn quả hay là uh, từng loại nào riêng thì anh chị có thể là tham khảo thêm. Ờ, còn riêng về hoa những cái hoa lan ấy hoa lan thì anh chị cứ pha khoảng tầm từ 1 đến 2 mil trong một lít nước là nhiều rồi còn nếu không thì chỉ một mil thôi tại vì nếu như hoa lan bình thường anh chị cứ hay hay sử dụng phân bón này anh chị sẽ biết là cứ pha loãng một chút thôi thì nó đỡ bị ảnh hưởng bởi những cái tồn những cái còn dư thừa của cái phân bón khi mà mình phun bởi vì khi mà anh chị phun bám vào lá Thì nó sẽ vẫn còn đọng lại ở những cái kẽ lá Thì anh chị cần uh, lưu ý Khi mà mình phun đậm đặc Thì nó sẽ không tốt Nó sẽ uh, không tốt cho cái cây Anh chị ạ Thì đấy là cái chai uh, Super Home này Anh chị uh, khi mà sử dụng hết cái chai này Thì mọi người cũng nên tiêu uh, hủy Cái sản phẩm này ở những cái vị trí uh, Được sự cho phép của uh, chính quyền để mọi người giữ cho môi trường được uh, uh, an toàn hơn. Cái này thì anh chị uh, khi sử dụng thì cũng nên là đong ra những cái cái dụng cụ đong dụng cụ đông, uh, dụng cụ đông để phun phân bón ấy chứ không nên dùng xi lanh. Đấy, chứ anh chị dùng xi lanh hút thì nó cũng rất là hay bị hay bị uh, nhiễm khuẩn vào trong. Anh chị nhìn uh, ở cái nắp chai uh, ở, ở cái chai là người ta vẽ luôn hai cái bộ rễ, rất là đẹp. Đấy. À thì anh chị tham khảo thêm trên kênh Thiên Đàng Hoa nhé Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi Em chào các bác, em chào các anh chị Em cảm ơn các bác